chắc chiều cũng đến lúc chiều được ý vợ sắm cái máy giặt mới rồi. Em ơi, thế giờ giặt lồng ngang hay giặt lồng đứng? Ôi, em thì chỉ cần loại nào giặt sạch vết bẩn cứng đầu thôi anh ạ. Giặt sạch vết bẩn cứng đầu, giữ áo quần bền lâu. Thế thì chỉ có thể là máy giặt Toshiba với công nghệ Great Waves, sức mạnh siêu sóng. Công nghệ giặt siêu sóng à? Máy giặt Toshiba có sức mạnh siêu sóng, giúp giặt sạch giặt nhanh, tiết kiệm điện năng, bẩn mấy cũng sạch mà vẫn bảo vệ sợi vải, không làm phai màu quần áo. Wow, bảo sao mà máy giặt Toshiba nhà nào cũng chọn, thì ra là thế. Là thích mê chứ gì, lại đúng gì tốt nữa này. Điện máy xanh đang có máy giặt Toshiba lồng ngang loại 9,5 cân, model độc quyền nhá, mà giá tốt cực kỳ, chỉ có 9.290.000 đồng thôi. Ui, thích thế. Chưa kể bất kỳ tủ lạnh, máy giặt Toshiba tại điện máy xanh đều có bán trả góp 0%, miễn phí bảo hiểm, không phí hồ sơ. Bất ngờ chưa? Wow, ưu đãi tốt thế thì cứ điện máy xanh chọn Toshiba ngay thôi. Nhất trí. Đây là Đài Truyền thanh Tân Uyên. Đây là Đài Truyền thanh Tân Uyên. Chương trình thời sự chính trị tổng hợp. Kính chào quý vị và các bạn, mời quý vị và các bạn theo dõi chương trình truyền thanh của Đài Truyền thanh Truyền hình Tân Uyên. Trong chương trình hôm nay, mời quý vị và các bạn theo dõi nội dung tuyên truyền Đại hội thi đua yêu nước toàn quốc lần thứ 10. Sau đây, kính mời quý vị và các bạn theo dõi nội dung chi tiết. Một, bối cảnh ra đời và các bước phát triển của phong trào thi đua yêu nước. Cách mạng tháng 8 năm 1945 thành công, nước Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa ra đời đã phải tập trung giải quyết những nhiệm vụ cấp bách, chống thù trong giặc ngoài, diệt giặc đói, giặc rốt, bảo vệ chính quyền cách mạng. Trong bối cảnh cam go, quyết liệt của cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp xâm lược, để khích lệ động viên toàn đảng, toàn quân và toàn dân ta tiến hành thắng lợi kháng chiến trường kỳ, toàn dân toàn diện, theo sáng kiến của Chủ tịch Hồ Chí Minh, ngày 27 tháng 3 năm 1948, Ban Chấp hành Trung ương Đảng đã ra chỉ thị phát động phong trào thi đua ái quốc, trong đó xác định mục đích thi đua ái quốc là làm sao cho kháng chiến mau thắng lợi, kiến thiết chóng thành công. Lời kêu gọi thi đua ái quốc của Chủ tịch Hồ Chí Minh được truyền đi như lời hiệu triệu, thôi thúc đồng bào và chiến sĩ cả nước đoàn kết một lòng, phát huy ý chí tự lực tự cường, lòng tự hào, tự tôn dân tộc, vượt qua mọi hy sinh gian khổ, ra sức thi đua, đóng góp sức người sức của vào sự nghiệp cách mạng vẻ vang của Đảng và dân tộc. Thấm nhuần tư tưởng thi đua yêu nước của Chủ tịch Hồ Chí Minh, 72 năm qua dưới sự lãnh đạo của Đảng, sự quản lý của nhà nước, sự chỉ đạo của cấp ủy chính quyền các cấp, thi đua yêu nước đã trở thành phong trào rộng khắp, huy động sức mạnh tổng hợp của toàn dân tộc, tạo động lực, tinh thần, khí thế, cách mạng mạnh mẽ, lan tỏa sâu rộng trong các tầng lớp nhân dân. Năm 1954, cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp xâm lược kết thúc thắng lợi, miền Bắc được giải phóng, miền Nam tạm thời bị đế quốc Mỹ và tay sai chiếm đóng. Nhân dân ta đồng thời thực hiện hai nhiệm vụ chiến lược, xây dựng chủ nghĩa xã hội ở miền Bắc và tiến hành cách mạng dân tộc dân chủ nhân dân ở miền Nam, tiến tới thống nhất nước nhà. Các phong trào thi đua yêu nước đã phát huy cao độ truyền thống yêu nước, anh hùng, củng cố niềm tin mãnh liệt vào chiến thắng, tạo sự thống nhất tư tưởng và hành động, động viên mọi tầng lớp nhân dân tích cực đấu tranh, lao động, sản xuất, góp phần quan trọng đánh thắng hai cuộc chiến tranh phá hoại miền Bắc cùng các chiến lược chiến tranh đặc biệt, chiến tranh cục bộ, Việt Nam hóa chiến tranh ở miền Nam do Mỹ và tay sai tiến hành, đưa đến đại thắng mùa xuân năm 1975, giải phóng hoàn toàn miền Nam, thống nhất đất nước, mở ra một kỷ nguyên mới vĩ đại của lịch sử dân tộc. Qua các phong trào thi đua yêu nước đã xuất hiện nhiều tập thể cá nhân tiêu biểu như 10 nữ thanh niên xung phong hy sinh ở ngã ba Đồng Lộc, Hà Tĩnh, 12 chiến sĩ tiểu đội thép, anh dũng hy sinh ở Trong Bồn, Nghệ An, anh hùng Trịnh Tố Tâm với 53 lần được tặng danh hiệu dũng sĩ diệt Mỹ, các anh hùng liệt sĩ Nguyễn Viết Xuân, Nguyễn Văn Trỗi, Bùi Ngọc Dương, Vũ Xuân Thiều, Đặng Thùy Trâm, anh hùng lao động Hồ Sáo và nhiều tấm gương sáng người khác. Các phong trào đó đã viết nên những trang sử hào hùng, thực sự là trường học cách mạng tôi luyện những con người mới xã hội chủ nghĩa trong thời đại Hồ Chí Minh quang vinh.
tiếp tục phát huy vai trò to lớn của phong trào thi đua yêu nước khi đất nước thống nhất, cả nước đi lên chủ nghĩa xã hội, nhất là trong gần 35 năm tiến hành công cuộc đổi mới, tư tưởng thi đua yêu nước Hồ Chí Minh ngày càng được vận dụng sáng tạo, linh hoạt với nội dung cụ thể, hình thức phong phú trên mọi lĩnh vực, ở các cấp, các ngành, từ trung ương đến địa phương. Qua các cuộc vận động, phong trào thi đua yêu nước đã xuất hiện nhiều tấm gương tiêu biểu, nhiều tập thể cá nhân lập được những chiến công, thành tích xuất sắc trong công tác chiến đấu, lao động sản xuất, nghiên cứu khoa học, học tập, vinh dự được phong tặng danh hiệu Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân, Anh hùng lao động, Chiến sĩ thi đua ái quốc. Các phong trào thi đua yêu nước đã bám sát yêu cầu thực tiễn đất nước, gắn bó mật thiết với quyền lợi và cuộc sống của người dân, góp phần thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ phát triển của đất nước trên mọi lĩnh vực. 2. Tư tưởng Hồ Chí Minh về thi đua yêu nước. Tư tưởng Hồ Chí Minh về thi đua yêu nước là hệ thống quan điểm của Chủ tịch Hồ Chí Minh về thi đua yêu nước được hình thành trên cơ sở tiếp thu và vận dụng sáng tạo những quan điểm cơ bản của chủ nghĩa Mác Lênin về vai trò của quần chúng và truyền thống yêu nước, chống ngoại xâm của dân tộc, đường lối và thực tiễn đấu tranh cách mạng Việt Nam dưới sự lãnh đạo của Đảng và Chủ tịch Hồ Chí Minh. Từ nội dung của lời kêu gọi thi đua ái quốc và những bài nói, bài viết của Chủ tịch Hồ Chí Minh rút ra một số điểm cơ bản trong tư tưởng Hồ Chí Minh về thi đua yêu nước như sau. Quan điểm về thi đua, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã nâng thi đua lên tầm tư tưởng, đường lối chính trị và phương pháp cách mạng. Theo người, thi đua là một trong những biện pháp của quá trình vận dụng cách mạng có ý nghĩa sâu sắc, rộng lớn. Thi đua không chỉ khơi dậy tiềm năng sáng tạo của con người, mà quan trọng hơn là cải tạo bản thân con người, nêu cao tinh thần yêu nước, tinh thần quốc tế, làm cho già trẻ, gái trai và tất cả các tầng lớp nhân dân không phân biệt dân tộc, tôn giáo, địa vị xã hội đều hướng tới mục đích chung. Theo Chủ tịch Hồ Chí Minh, thi đua yêu nước bởi qua phong trào thi đua mà tinh thần yêu nước được biểu hiện thành những hành động, việc làm cụ thể. Kết quả năng suất lao động, hiệu quả làm việc của mọi người, mọi ngành, mọi lĩnh vực đều được nâng lên. Thi đua là yêu nước thì phải thi đua, và những người thi đua là những người yêu nước nhất. Mục đích thi đua yêu nước là để thực hiện tốt nhiệm vụ chủ yếu của mỗi thời kỳ cách mạng trong tình hình mới và điều kiện lịch sử cụ thể. Theo Chủ tịch Hồ Chí Minh, đó chính là khơi dậy, phát huy được tinh thần yêu nước của mọi tầng lớp nhân dân, làm cho mọi người đều hăng hái tích cực sáng tạo, ngày càng làm nhiều điều tốt hơn trong xã hội. Đối với nông dân thì thi đua tăng gia sản xuất và tiết kiệm, đối với công nhân thì thi đua lao động sản xuất, phát huy sáng kiến, cải tiến kỹ thuật, tiết kiệm thì giờ. Đối với quân đội thì thi đua đánh giặc, lập công. Như vậy, đời sống của nhân dân sẽ ngày càng đầy đủ, ấm no, đất nước sẽ ngày càng giàu lên, quân đội sẽ ngày càng vững mạnh và sẽ hoàn thành được mục tiêu của cách mạng đề ra. Radio AD, thông điệp từ âm thanh. Hotline 0989 612 668.